Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Tốt Tiên Diệt. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để đứng chung bên cạnh để theo dõi thông tin mới nhất. Và sau đây thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Phân nhóm bốc thăm vòng 1/16 Europa League, MU dễ thở. Mai tức giành ngôi nhất bảng L nên được xếp vào nhóm hạt giống số 1 trước lễ bốc thăm chỉ gặp ở vòng 1/16 Europa League 2019-2020. Ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng Europa League 2019-2020 diễn ra rạng sáng nay, ngày 13 tháng 12, Mai tức giành chiến thắng 4-0 trước AZ Alkmaar. Mason Greenwood tỏa sáng rực rỡ với cú đúp. Hai bàn thắng còn lại được ghi do công của Ashley Young và Juan Mata. Chiến thắng 4 sao trước AZ Alkmaar giúp Mai tức kết thúc vòng bảng ở ngôi đầu với 13 điểm trong 6 trận. Với thứ hạng này, đội bóng của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer được xếp vào nhóm hạt giống số 1 khi bốc thăm vòng 1/16 Europa League. Được nằm trong nhóm hạt giống giúp Quỷ Đỏ dễ thở hơn ở vòng 1/16 Europa League 2019-2020 khi tránh được đối thủ cứng. Tất nhiên đây chỉ là đánh giá về mặt lý thuyết, còn trên thực tế, từ vòng đấu knockout, các đội đến thi đấu rất quyết tâm nên sai lầm dù là nhỏ nhất cũng sẽ phải trả giá. Ở vòng 1/16 Europa League 2019-2020, 32 đội bóng, trong đó có 24 đội nhất nhì vòng bảng Europa League và 8 đội xếp thứ 3 ở vòng bảng Champions League sẽ được chia làm 2 nhóm hạt giống. Các đội nhất bảng ở nhóm 1, nhì bảng ở nhóm 2 trước khi tiến hành lễ bốc thăm. Trong đó các đội bóng cùng quốc gia và từng đối đầu nhau ở vòng bảng sẽ không gặp nhau. Theo lịch của ban tổ chức, các trận đấu tại vòng 1/16 Europa League 2019-2020 diễn ra vào 2 ngày. 20 tháng 2 2020 ở lượt đi và 27 tháng 2 2020 lượt về. Trong khi đó vòng 1/8 dự kiến sẽ bốc thăm vào ngày 28 tháng 2. Ghi cú đúp, Greenwood xác lập kỷ lục mới tại Manchester. Mason Greenwood đã đi vào lịch sử Manchester với tư cách cầu thủ trẻ nhất lập cú đúp trong một trận đấu ở đấu trường châu Âu. Rạng sáng nay ngày 13 tháng 12, Manchester có màn tiếp đón AZ Alkmaar trong khuôn khổ lượt trận cuối vòng bảng Europa League. Trên sân nhà Old Trafford, Quỷ Đỏ đã có chiến thắng tưng bừng với tỷ số 4-0. Ở trận đấu này, tiền đạo trẻ Greenwood đã có màn trình diễn cực kỳ chói sáng. Anh đã vào lưới Alkmaar hai bàn thắng ở các phút 58 và 64, đồng thời đem về cho MU một quả phạt penalty. Trên chấm 11m, Juan Mata đã đánh bại thủ môn đội khách, ấn định chiến thắng 4 sao cho đội chủ sân Old Trafford. Trận đấu này càng trở nên đáng nhớ với cá nhân Greenwood khi đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của anh. Theo đó, tiền đạo này đã đi vào lịch sử Manchester với tư cách cầu thủ trẻ nhất lập cú đúp trong một trận đấu ở đấu trường châu Âu. Kỷ lục này được Greenwood xác lập ở tuổi 18-72 ngày. Tính đến thời điểm hiện tại, Greenwood đã ghi được 4 bàn thắng tại Europa League. Nếu tính trên một đấu trường, chân sút người Anh đã có tổng cộng 6 pha lập công sau 18 lần ra sân. Trong đội hình MU, Marcus Rashford là cầu thủ duy nhất có bàn thắng nhiều hơn Greenwood. Sau trận đấu, Juan Mata đã hết lời khen ngợi Greenwood. Trả lời phỏng vấn trên BT Sport, tiền vệ người Tây Ban Nha cho biết, mỗi lần ra sân thi đấu, Greenwood lại ghi bàn. Trong các buổi luyện tập, cậu ấy không chạm bóng quá nhiều nhưng lại dứt điểm cực tốt và là một sát thủ trong vòng cấm. Greenwood là một cậu bé tốt bụng và tôi cảm thấy mừng cho cậu ấy. Sau Wolves gây sốc với cú hat-trick để đời, tiền đạo Diogo Jota của Wolverhampton đã lập cú hat-trick bàn thắng chỉ trong vỏn vẹn 11 phút ở trận gặp Besiktas sáng nay. Cũng giống như Manchester, một đội dịch khác của Premier League là Wolverhampton đã có chiến thắng tương bừng 4-0 khi đón tiếp Besiktas trên sân nhà. Họ cũng đã chính thức ghi tên mình vào vòng knockout ở đấu trường số 2 châu Âu. Đáng chú ý, 4 bàn thắng của Wolves chỉ được ghi bởi 2 cầu thủ, trong đó Diogo Jota đã có một cú hat-trick để đời. Vào sân thay người ở phút thứ 56, tiền đạo người Borussia chỉ mất đúng 72 giây để xả lưới Besiktas mở tỷ số trận đấu. 11 phút sau, anh hoàn tất cú hat-trick ở sân Monegasque khi có thêm 2 pha lập công nữa ở các phút 63 và 68. Với 3 bàn thắng này, Jota đã trở thành cầu thủ đầu tiên lập hat-trick khi vào sân thay người tại đấu trường Europa League kể từ tháng 11 năm 2010. Khi đó, Steven Gira của Liverpool đã ná 3 bàn vào lưới Napoli. Không như vậy, tiền đạo người Bologna còn là cầu thủ ghi hat-trick trong thời gian nhanh nhất là 11 phút ở đấu trường số 2 châu Âu kể từ tháng 9 năm 2014. Thắng đậm Besiktas nhưng Wolves vẫn không thể kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu. Ngôi nhất bảng K đã thuộc về Braga khi họ đánh bại Slovan Bratislava với tỷ số 4-2. Sau 6 lượt trận, Wolves có 13 điểm, kém 1 điểm so với Braga. Pep Guardiola có thể chia tay Man City vào cuối mùa. Theo báo giới Anh, hợp đồng của huấn luyện viên Pep Guardiola với Man City tồn tại điều khoản cho phép ông rời sân Etihad vào cuối mùa giải này. Huấn luyện viên Pep Guardiola đang trải qua những ngày khó khăn bậc nhất kể từ khi dẫn dắt Man City.
Ở mùa giải thứ tư làm việc tại Sanitas, chiến lược gia người Tây Ban Nha dường như đã bất lực trong việc giúp nhà đương kim vô địch Premier League bảo vệ ngôi vương khi để Liverpool bỏ xa với khoảng cách khó tin 14 điểm chỉ sau 16 vòng đấu đầu tiên. Tháng trước, Pep từng lấp lửng về khả năng ký hợp đồng mới với Man City, thay cho giao kèo hiện tại còn thời hạn đến hết tháng 6 2021. Tuy vậy, rất có thể kết quả không được như ý ở mùa giải năm nay sẽ khiến ông suy nghĩ lại và thậm chí chia tay nửa xanh thành Manchester sớm hơn dự định. Theo thông tin mà Daily Mail có được, trong hợp đồng mà Pep Guardiola ký với Man City năm ngoái, gia hạn đến hết tháng 6 2021, có bao gồm thỏa thuận cho phép ông được rời sân Etihad sau khi mùa giải năm nay khép lại. Tất nhiên, cựu thuyền trưởng Barcelona và Bayern Munich vẫn cần hoàn thành một số yêu cầu của Bayern nặng giờ tới season, nhưng đó không phải là trở ngại với ông. Phát xếp Man City tự tin rằng Pep sẽ tôn trọng hợp đồng bất chấp mùa giải khó khăn hiện tại, nhưng đồng thời cũng nhắm sẵn phương án thay thế vào cuối mùa giải. Người được giới cho bu ở Sanitas ngưỡng mộ nhất và tin rằng đủ khả năng thay thế Pep Guardiola chính là Mauricio Pochettino, huấn luyện viên mới bị Tottenham sa thải không lâu và hiện vẫn chưa có công việc mới. Trong sự nghiệp, Pep Guardiola chưa gắn bó với câu lạc bộ nào quá 4 năm. Ông dẫn dắt Barca trong 4 mùa giải và con số này với Bayern là 3. Nếu hoàn tất hợp đồng hiện tại, Man City sẽ trở thành đội bóng mà ông gắn bó lâu nhất trong sự nghiệp. Chính thức, Chelsea trói chân hậu vệ trẻ thêm 5 năm. Hậu vệ 21 tuổi Fikayo Tomori vừa đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2024 với Chelsea. Kể từ khi về dẫn dắt Chelsea, huấn luyện viên Frank Lampard đã trao cơ hội cho rất nhiều cầu thủ trẻ. Ngoài những cái tên chơi hàng công như Mason Mount hay Tammy Abraham, Fikayo Tomori cũng là một gương mặt rất nổi bật và được ông thầy người Anh sử dụng thường xuyên. Mùa giải này, hậu vệ 21 tuổi đã có 17 lần ra sân cho The Blues và ghi được một bàn thắng. Với những gì đã thể hiện trong thời gian qua, Tomori vừa nhận được phần thưởng xứng đáng từ ban lãnh đạo Chelsea. Theo đó, anh vừa đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm đến năm 2024 với đội chủ sân Stamford Bridge. Theo những nguồn tin, The Blues cũng sẽ tăng lương đáng kể cho cầu thủ này. Ở buổi lễ ký kết hợp đồng, Tomori không giấu nổi niềm hạnh phúc. "Đây là khoảnh khắc thật đáng tự hào với cá nhân tôi cũng như gia đình. Tôi đến với Chelsea từ năm 7 tuổi và câu lạc bộ đã giúp tôi phát triển trở thành một cầu thủ và con người như bây giờ. Được gia hạn thêm 5 năm hợp đồng với đội bóng, giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực và tôi thực sự hạnh phúc khi câu lạc bộ đặt niềm tin ở tôi", Tomori chia sẻ. Mùa giải trước, Tomori đã thi đấu rất xuất sắc cho máu Derby County theo dạng chuyển mượn. Cũng dưới triều đại của Frank Lampard, hậu vệ 21 tuổi có 44 lần ra sân và góp công lớn giúp đội bóng này đi đến trận chung kết playoff thắng hạng. Trước đó, anh cũng từng được cho Brighton và Hull City mượn. Lại đòi tiền, Neymar không muốn về Barca nữa. Thất vọng với hành động từ phía Barcelona, Neymar lại theo đuổi một vụ kiện khác. Theo tờ El Mundo, Neymar đã theo đuổi một vụ kiện khác, đòi câu lạc bộ Barcelona số tiền anh đáng được hưởng mà đội bóng xứ Catalonia vẫn chưa thanh toán. Như đã biết, nhà đương kim vô địch La Liga đã không trả cho Neymar số tiền và điều khoản mang tên lòng trung thành trong hợp đồng giữa hai bên khi tiền đạo người Brazil chuyển sang Paris Saint-Germain. El Mundo cho biết, ngôi sao 27 tuổi này sẽ trở lại cuộc chiến pháp lý với đội bóng cũ. Số tiền anh đòi Barca trả thêm là 3,5 triệu euro, đồng thời cáo buộc chủ tịch Josep Maria Bartomeu đã hành động hoàn toàn không đáng tin và cho rằng ông trả thù anh sau vụ chuyển nhượng năm 2017. Bất chấp tin tức về khả năng Neymar trở lại Barca vào mùa hè vừa qua, anh vẫn tiếp tục đấu với câu lạc bộ ở tòa án. Trên thực tế đã có những thông tin về việc Neymar có thể rút toàn bộ việc kiện Barca, số tiền tổng cộng lên đến 43,6 triệu euro nếu đội đưa anh trở lại sân Camp Nou. Cùng thời điểm đó, Neymar được cho là đã nỗ lực nổi loạn để được rời PSG và trở lại làm đồng đội của Lionel Messi. Nhưng vụ việc đã không thành, Neymar ở lại Paris trong bối cảnh vụ kiện chưa có phán quyết cuối cùng. Vụ kiện mới này là một sự việc riêng biệt, bởi Neymar tin rằng ngoài số tiền của lòng trung thành, Barca còn nợ một phần trong số lương của anh ở mùa giải cuối cùng 3,5 triệu euro. El Mundo còn cho biết thêm, Neymar chia sẻ rằng Barca đã đồng ý trả nhưng rồi lại không thực hiện lời hứa. Điều đó buộc anh tiến hành vụ kiện mới, cộng thêm cả 100.000 euro được cho là lãi từ số tiền mà Barca chưa trả trong hợp đồng. Gần đây, Messi có rỉ tai Neymar rằng, trong một vài năm nữa, anh sẽ là người kế nhiệm vai trò của siêu tiền đạo người Argentina tại Camp Nou. Tuy nhiên, quyết định của Neymar rõ ràng là sẽ khiến khả năng anh quay trở lại Barca trở nên phức tạp hơn, hay thậm chí là có phỏng đoán rằng anh không muốn điều đó nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết
kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để tiếng chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất nhé. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.